tổng số khách du lịch đến với Tuyên Quang trong giai đoạn 2016-2020 là trên 8 triệu 700 nghìn lượt người. Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2020 là 9,6%. Tổng thu từ du lịch từ năm 2016 đến năm 2020 đạt gần 8.000 tỷ đồng. Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2020 là 12%. Tạo việc làm cho khoảng 14.600 lao động, ngành dịch vụ du lịch. Tuyên Quang, vùng đất giàu truyền thống cách mạng với hơn 500 di tích lịch sử văn hóa, được ví như một bảo tàng cách mạng của cả nước, là nơi được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh đẹp nên thơ. Đồng thời, còn là nơi khởi phát, hội tụ, giao thoa của văn hóa các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc với nhiều lễ hội đặc sắc. Những truyền thuyết, những làn điệu dân ca thắm đượm tình người. Có thể nói, Tuyên Quang hội tụ đủ các thế mạnh để phát triển các loại hình du lịch, lịch sử, văn hóa, tâm linh, sinh thái và nghỉ dưỡng. Đến với xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, du khách không chỉ được tham quan quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, mà còn được hòa mình vào không khí thiên nhiên trong lành, được trải nghiệm các hoạt động trong sản xuất nông nghiệp, những nét sinh hoạt độc đáo xa xưa của đồng bào Tày miền Sơn Cước. Tại đây, du khách còn được trải nghiệm loại hình dịch vụ homestay bên những nếp nhà sàn truyền thống của dân tộc Tày. Để phục vụ du khách đến tham quan, khu du lịch quốc gia đặc biệt Tân Trào đang tập trung phát triển hạ tầng kỹ thuật du lịch, đầu tư nhà hàng, khách sạn và phát triển các loại hình du lịch homestay tại thôn Tân Lập, xã Tân Trào, thôn Niếng, xã Minh Thanh, thôn Quan Hạ, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương. Mục tiêu quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia đặc biệt Tân Trào đến năm 2025 sẽ đón khoảng 1,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 2.000 lượt người. Đến năm 2030 đón khoảng 2 triệu lượt khách, khách quốc tế đạt 35.000 lượt người. Tổng doanh thu từ du lịch năm 2025 đạt trên 600 tỷ đồng và năm 2030 đạt khoảng 1.650 tỷ đồng. Hệ thống nhà sàn của đồng bào người Tày thì cũng đã được đầu tư hỗ trợ cho các hộ xây dựng các cái nhà sàn và đồng thời là vận động nhân dân tu bổ cũng như là đầu tư các cái trang vật dụng phục vụ cho cái khách đến du lịch homestay tại địa bàn xã Tân Trào, đặc biệt là cái khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt cái công tác quản lý và bảo vệ rừng để cho cái phong cảnh rừng núi của Tân Trào được xanh và đẹp, thu hút khách tham quan du lịch trong và ngoài nước. Mảnh đất Na Hang, nơi hội tụ của hai con sông lớn, sông Gâm và sông Năng. Với những dãy núi trùng điệp hùng vĩ, những hang động huyền ảo mang nhiều huyền thoại đã đi vào truyền thuyết và thơ ca. Đến với Na Hang, du khách còn có cơ hội đi du thuyền trên lòng hồ, đắm mình trên mặt nước mênh mông, trùng điệp núi rừng, được nghe những câu chuyện kể về sự tích gắn với từng địa danh nơi đây. Tôi cảm thấy là rất là vui bởi vì ở trên đó là có những cái quang cảnh sơn thủy hữu tình mà có những cái danh lam thắng cảnh, nó gần như là một cái Hạ Long, bởi vì Hạ Long tôi cũng đã đi rồi. Thế mà tôi cũng cảm tưởng là lên trên đó là nó như một cái Hạ Long ở trên cạn. Đấy, thế mà giữa con người và thiên nhiên nó rất hài hòa. Tôi cảm thấy rất hài lòng trong cái chuyến đi đợt này. Tôi hôm nay là lên lần đầu tiên là Na Hang. Mà thì tôi cảm thấy là một cái khu du lịch ở đây thì rất là đẹp. Và nói chung là về cái sinh thái thì là rất mát mẻ. Chắc chắn rằng tôi sẽ quay về đây là nhiều lần. Để biến tiềm năng thành lợi thế và du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, huyện Na Hang đang tập trung phát triển và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, hướng dẫn người dân làm du lịch một cách bền vững, huy động nguồn lực và vận động các tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vào lĩnh vực du lịch. Nhiều nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của cộng đồng mỗi dân tộc đang được khôi phục, gìn giữ và phát triển một cách có hiệu quả.
qua đó góp phần tích cực vào phát triển du lịch. Với những giá trị nổi bật, khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang Lâm Bình đã được xếp hạng danh thắng quốc gia đặc biệt và đã trở thành một điểm đến của đông đảo du khách trong và ngoài nước. Đồng thời là điều kiện thuận lợi để tỉnh phối hợp với tỉnh Bắc Cạn xây dựng hồ sơ khu di sản thiên nhiên Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn, Na Hang, tỉnh Tuyên Quang trình UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Năm 2019, doanh thu xã hội từ du lịch đạt gần 127 tỷ đồng. Đây là con số đáng mừng từ phát triển du lịch của huyện vùng cao Na Hang. Thì trong thời gian qua, với cái lợi thế tiềm năng riêng của huyện Na Hang, đó là tiểu vùng khí hậu đặc sắc của một số xã như xã Hồng Thái và xã Khâu Tinh, huyện Na Hang cũng phát huy các lợi thế để cùng với tiềm năng đó để thực hiện cái việc phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng. Thì với tiềm năng lợi thế được vừa nêu ấy, thì chúng tôi đã tuyên truyền đến toàn thể nhân dân cùng tham gia trong quá trình tổ chức thực hiện. Vừa với điều kiện như vậy thì thời gian qua huyện Na Hang cũng như toàn thể nhân dân đã triển khai một số công việc, trong đó là có gắn với chỉnh trang đô thị, phát triển nông nghiệp theo hướng sản phẩm nông nghiệp đặc sản của địa phương, để gắn kết chặt chẽ giữa giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc với phát triển du lịch địa phương. Có cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, hệ sinh thái đa dạng với nhiều danh lam thắng cảnh đẹp cùng với bản sắc văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc thiểu số. Huyện Lâm Bình đang là điểm đến hấp dẫn, thu hút rất nhiều du khách trong nước và quốc tế. Đặc biệt, trong đó du lịch cộng đồng Homestay đang là sản phẩm du lịch ấn tượng của huyện vùng cao Lâm Bình. Đây là lần đầu tiên mình đến với Lâm Bình, La Hang. Và cảm nhận của mình về cảnh vật nơi đây thì rất là đẹp. Và mình rất là thích. Con người thì mến khách. Đến lần đầu nhưng mà chắc là sẽ có nhiều lần sau quay lại nữa. Tôi đến một cái là tôi cảm thấy đất và con người đây cực kỳ là tuyệt vời, mà cảm tôi sang năm tôi sẽ phải lên nữa. Với 13 dân tộc cùng sinh sống, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Lâm Bình được xem là địa phương còn lưu giữ được nhiều giá trị văn hóa truyền thống cùng các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể độc đáo. Đây chính là tiềm năng thế mạnh để huyện Lâm Bình phát triển du lịch. Hiện nay, bằng sự nỗ lực của các cấp các ngành và ý thức của cộng đồng dân tộc thiểu số, các giá trị văn hóa đang được bảo tồn và phát huy có hiệu quả. Đặc biệt, phối hợp với các trung tâm nghiên cứu, các nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch trong và ngoài nước, tổ chức đánh giá thực trạng và giải pháp để định hướng lâu dài cho phát triển du lịch ở Lâm Bình. Huyện xác định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, phát triển du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Sản phẩm du lịch phải có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Tôi là người rất là đi thích du lịch và tôi đã đi rất nhiều nơi trên đất nước Việt Nam rồi. Và Lâm Bình là một trong những hai nơi mà tôi sẽ đi du lịch và sẽ khuyến khích mọi người lên tham quan và trải nghiệm ở đây. Tôi muốn là làm thế nào mà để liên kết với du lịch từ Lâm Bình tới các du lịch ở các địa điểm khác. Làm thế nào mà để cho phát triển du lịch Lâm Bình nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung. Trong cái nhiệm kỳ 2015-2020 thì huyện tập trung cho cái nhiệm vụ du lịch là một cái nhiệm vụ trọng tâm trong cái nghị quyết của đại hội, và chúng tôi đã xây dựng các cái đề án, các cái kế hoạch để triển khai thực hiện, trọng tâm là hình thành phát triển cái mô hình du lịch cộng đồng từ 15 hộ làm du lịch cộng đồng khởi điểm đầu tiên thì đến nay đã có 25 hộ, và cái lượng khách năm 2016 chỉ khoảng độ 12.000 lượt khách, thì đến cuối năm 2019 cái lượng khách của chúng tôi đã khoảng 120.000 lượt khách, và cái doanh thu du lịch thì ngày càng tăng, và nhiều hộ, các cái hộ làm du lịch trực tiếp làm du lịch và các cái hộ mà sản xuất nông nghiệp để phục vụ cho du lịch thì cũng đã có thu nhập, và cái lượng lao động phục vụ cho ngành du lịch và có thu nhập từ du lịch ngày càng tăng và thu nhập ngày càng ổn định. Là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi dân tộc lại có những nét văn hóa riêng. Các huyện thành phố đã chú trọng khai thác, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, tập trung triển khai xây dựng đề án phát triển du lịch cộng đồng
và đã hình thành một số điểm thu hút đông đảo khách du lịch tham quan trải nghiệm như điểm du lịch cộng đồng tại thôn Bản Ba, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, thôn Nạm Đíp, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, thôn Nà Khá, xã Năng Khả, thôn Khao Tràng, xã Hồng Thái, huyện Na Hàng, thôn Giếng Tanh, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang. Khách đến đây, du khách rất là hài lòng. Phong cảnh con người ở đây thân thiện và môi trường sạch sẽ. Và chúng tôi sẽ cố gắng đầu tư cơ sở vật chất để càng ngày du khách đến càng đông. Với tiềm năng sẵn có, trong những năm qua, tỉnh luôn xác định du lịch là khâu đột phá, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và bằng nhiều giải pháp thiết thực, du lịch Tuyên Quang đã đạt được kết quả nhất định. Đó là tỉnh đã hoàn thành quy hoạch tổng thể phát triển du lịch và quy hoạch tổng thể 3 khu, khu du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái quốc gia đặc biệt Tân Trào, khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, khu du lịch sinh thái Na Hàng. Các phân khu chức năng trong khu du lịch đang triển khai hoàn thiện. Đồng thời, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư, thành lập quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân được hỗ trợ kinh phí trong triển khai một số nội dung thực hiện các chương trình, dự án phát triển du lịch. Tôi nhận thấy rằng ngoài cái vấn đề đặc thù và cũng như yếu tố thì Lâm Bình có hai cái đặc sắc nhất mà có lẽ tôi ấn tượng và chính vì vậy tôi quyết định. Đó là cái không gian màu xanh và cái sự bảo vệ hệ sinh thái cũng như hệ cây rừng rất là tốt. Cái thứ hai nữa là văn hóa bản địa và văn hóa về lớp sống và các dân tộc, hơn chục dân tộc anh em sinh sống ở tại trên cái vùng đất huyện Lâm Bình này là rất là ôn hòa và thân thiện và cũng thực sự cởi mở và làm cho tất cả những đoàn khách của chúng tôi khi mà chúng tôi kinh doanh hơn một năm nay là rất ấn tượng. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 16, hoạt động du lịch có sự khởi sắc từ nhận thức đến hành động, tạo môi trường thuận lợi, thu hút các nhà đầu tư. Kết quả đã có một số doanh nghiệp lớn có năng lực đầu tư vào hoạt động du lịch. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, cách mạng và văn hóa truyền thống phục vụ phát triển du lịch được quan tâm. Công tác liên kết, hợp tác phát triển du lịch ngày càng được đẩy mạnh. Nhiều sản phẩm du lịch hình thành rõ nét và được du khách đánh giá cao, với sản phẩm du lịch nổi trội như lễ hội Thành Tuyên, du lịch cộng đồng Lâm Bình, du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, du lịch sinh thái Na Hàng, du lịch về nguồn. Ở Tuyên Quang giữa một cái không khí nó hết sức là nó tươi và nó tự nhiên, và gặp những con người mở lòng ra như vậy thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn sẽ có rất là nhiều những cái thành quả nó đến với cái vùng đất này và với con người ở đây. Nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch hiện có, tiếp tục xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, có khả năng cạnh tranh cao dựa trên thế mạnh về tài nguyên và vị trí, từng bước khẳng định thương hiệu du lịch Tuyên Quang trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.